À, hôm nay Tin làm một clip rất là hot. Tin là rất là hot dành cho anh em đam mê xe SH nha. Nếu thấy kênh của Tin hay, nhớ đăng ký ủng hộ. Tại Tin chuyên báo giá xe Honda và hướng dẫn tất tần tật liên quan gì xe máy Honda. Đăng ký trên ai khác chi đăng ký kênh của Tin nè. Lý do là các bạn được người đứng trong hét thật sự khi tư vấn ha. Ok. Rồi. Xe SH 350i. Đây, màu đỏ, màu trắng, rồi màu xám, đỏ trắng xám đầy đủ ha. Bên Tin chính thức nhận cọc để lấy xe với giá cực kỳ thấp, đảm bảo luôn, thấp nhất nhì thị trường, Tin đảm bảo luôn. Và chính thức nhận cọc nha, hôm nay là chính thức nhận cọc. Và quà tặng thì như thế nào? Quà tặng là bên Tin sẽ hỗ trợ anh em tiền để anh em lấy cà vẹt, ủa lộn, lấy cái gì bằng lái xe A2. Tại vì sao anh em muốn đi xe SH này? Mỗi lần tôi biết là nó sạch hoặc là nó hàng hoặc là nó là quần nhất quá nhất cái dịch giống. Ok, nó lại ha, quà tặng là cái gì? Chỗ Tin rất là nhiều quà tặng, mà đặc biệt nhất là bên Tin sẽ hỗ trợ anh em để anh em thi cái bằng A2 để hợp thức hóa cho anh em việc chạy chiếc SH này. Ok nha, rất là quan trọng gì điều đó ha. Tại vì chạy chiếc SH 350i này ra đường là phải có cái bằng A2. Nếu không bằng A2 là công an nó sẽ chú ơi chú lại đây, chú nói nghe nè, lại đây ha. Ok nha, đóng tiền bạc á chứ không phải tiền gì. Ok nha. Vậy về giá xe của xe này, Tin đảm bảo cực kỳ thấp. Muốn biết giá xe như thế nào thì IP liền và nhắn tin liền vô cái fanpage này cho Tin nha. Và khi bạn nhắn tin vô đây thì Tin sẽ có nhân viên điện thoại tư vấn cho bạn về hình thức cọc như thế nào, thời gian nào nhận xe và quà tặng rồi hỗ trợ anh em thi bằng A2 như thế nào, có đầy đủ hết trong đây nha. Ok. Và Tin đảm bảo là không bao giờ thiếu xe SH 350i cho anh em. Và có gì bạn nghe Tin nói vậy bắt đầu nhảy vô comment, à tụi bay ế quá lấy gì thiếu ha. SH 350i bây giờ á, trước cái clip này Tin ra rất là nhiều người liên hệ với Tin để đặt cọc, mà Tin không dám nhận cọc. Bây giờ bắt đầu mới dám nhận cọc nè, tại vì Tin biết chính xác là về bao nhiêu chiếc cho chỗ Tin, màu sắc như thế nào nên Tin mới dám nhận cọc, và thời gian giao xe như thế nào Tin mới dám nhận cọc. Chứ không phải đơn giản mình muốn nhận cọc xong rồi mình thấp hẹn với khách là dở lắm. Ok, còn ai không thích chiếc xe này thì có mời ra khỏi clip, mời đi. Còn ai thích chiếc xe này thì ở lại cùng Tin. Ok nha. Rồi, giá thì Tin không có công khai báo đâu, tại vì biết sao không, nếu báo lên như vậy á, cái người này nói người kia nói nó phiền lắm. Cần gì thì nhắn tin vô cái fanpage này Tin, Tin sẽ có anh em tư vấn cho các bạn không đốn đồng nào hết. Và góp, có góp luôn nha, góp xe SH 350i luôn, lãi suất ưu đãi luôn. Ok nha. Rồi thôi, mong thông tin này giúp ích các bạn. Vẫn còn nói ban đầu, nếu bạn gặp khó khăn đã có Mr. Tin, Mr. Tin đồng hành của bạn sẽ cho nên tin.